Xin chào các bạn, lại là mình đây. Trong video hôm nay mình sẽ đến mọi người dự án ăn chia 50 triệu token AOA mọi nhé. Để tham gia kèo Airdot này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên Terra yêu cầu cho mình. Sau khi vào đây mọi người sẽ bấm Start cho mình. Sau đó mọi người sẽ bấm vào Mã. Ở đây mọi người sẽ xem nào. Sẽ Get You Airdot. Ở đây mọi người sẽ bấm chữ Start này. Rồi, ở đây mọi người sẽ làm các dịch vụ cho mình, do vào kênh Telegram, kênh Channel New Telegram, bấm tham gia kênh. Sau đây mọi người cũng quay trở lại, do vào kênh Channel New dự án, do vào kênh group Telegram này, bấm tham gia kênh. Sau đó tích và tôi không phải là người máy, bấm Start. Ở đây mọi người sẽ nhập một cái mã captcha ở trên này, tương ứng ở dưới này nhé. Rồi, sau đó quay bấm vào group lơ này. Rồi quay trở lại Airdot. Bây giờ mọi người thấy chat vào đây một từ. Ok. Quay trở lại Airdot tiếp tục. Ở đây follow kênh Twitter, like và retweet là kênh Twitter cho mình. Bấm có này. Sau đó bấm theo dõi kênh Twitter. Kéo xuống bài đăng. Mọi người like và retweet là bài đăng này. Ok. Tiếp tục quay trở lại Telegram. Ở đây bấm vào Start xem nào. Ok, bây giờ mọi người sẽ bấm vào Set New Wallet nào. Hình như mọi người sẽ bấm vào Set New Wallet nhé. Ở đây địa chỉ ví, mọi người copy địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví Binance Smart Chain của mọi người ở trên ví Truth Wallet hoặc ví MetaMask nhé. Dán địa chỉ ví vào đây cho mình. Ok. Rồi. Bây giờ mọi người sẽ bấm Upload Wallet. Nhập lại địa chỉ ví vào đây. Oh, sorry mọi người. Mình nhập sai. Đây mọi người sẽ copy địa chỉ ví này. Vào đây mọi người sao chép địa chỉ ví BSC của mọi người ở trên ví Truth Wallet. Sau đó quay trở lại đây. Gửi địa chỉ ví vào đây. Sorry mọi người nhé, mình nhập sai địa chỉ ví. Bấm Start lại này. Ở đây mọi người muốn làm lại thì mọi người sẽ bấm Start nhé. Ở đây mình sẽ nhập lại. Rồi, mọi bấm làm Start này. Làm lại nhiệm vụ nhé. Đấy. Bấm Start này. Đấy, làm các nhiệm vụ. Bây giờ bấm Set My Wallet này. Ok. Đấy, mọi người sẽ nhập địa chỉ ví vào. Mọi người vào. Ok. Bấm My Balance này. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành các nhiệm vụ khá đơn giản thôi. Mọi người chỉ cần bấm Set Wallet, không cần nhập gì hết mọi người nhé. Ok, cảm ơn mọi người xem video. Ở đây mọi người bấm My Federal Link, mọi người sẽ có một cái link để mọi người chia sẻ bạn bè người thân. Ok, cảm ơn mọi người xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo.